Tại hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Phương ở xã Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, cơ quan chức năng đã thu giữ 239 kg thịt và sản phẩm động vật được bảo quản trong tủ đông lạnh loại lớn và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ số thịt và sản phẩm động vật trên đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối. Theo lời khai của bà Phương, toàn bộ số thịt và sản phẩm động vật này do một người dân mua rồi mang tới gửi. Tiếp đó, lực lượng PC49 đã kiểm tra phát hiện 141 kg thịt đông lạnh của bà Tôn Nữ Minh Nguyệt ở phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối. Bà Nguyệt cũng phủ nhận toàn bộ số hàng trên mà cho rằng đây là của bà Nga, một tiểu thương ở Đồng Xoài ký gửi. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, lấy mẫu để xét nghiệm các chỉ tiêu hóa chất đối với toàn bộ số thịt và sản phẩm động vật của hai cửa hàng trên. Cùng ngày, đoàn công tác của phòng PC49 cũng kiểm tra thêm hai cơ sở kinh doanh thịt động vật trên địa bàn. Điều đáng nói là số thịt động vật phát hiện tại hai cơ sở này đã biến đổi màu sắc trầm trọng, bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng gần 50 kg. Những tang vật này có dấu hiệu tiềm ẩn hóa chất độc hại.